Ngày 1 tháng 10, tại thành phố Cần Thơ, ông Đoàn Minh Tình, 37 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, chủ cơ sở kinh doanh tiên cua và tiên cua Cà Mau, nơi bị giang hồ vào quán ăn quỵt, quậy phá, nhục mạ nhân viên, cho biết đã nhận được giấy mời của công an phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với nội dung đến làm việc với đội cảnh sát hình sự nhằm giải quyết tin tố giác tội phạm. Sáng cùng ngày, ông Tình nhận được điện thoại của công an phường 3 hỏi thăm có ở địa phương hay không và kêu đến công an phường gặp cảnh sát hình sự thành phố để trao đổi một chút. Ông Tình đề nghị phải có giấy mời mới đến làm việc. Sau đó, công an phường 3 gửi đến cơ sở kinh doanh của ông Tình giấy mời đến làm việc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày với nội dung giải quyết tin tố giác tội phạm. Ông Tình cũng cho biết thêm, từ ngày ông phản ánh vụ việc đã nhận nhiều cuộc gọi của người lạ xưng cán bộ, nói sẽ hướng dẫn làm đơn gửi các bộ ngành trung ương và gặp thêm một số cơ quan báo chí để phản ánh. Do lo lắng cho sự an toàn, vợ chồng ông Tình phải lẩn tránh khỏi địa phương. Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh, nhiều bạn đọc đặt vấn đề về sự việc xảy ra trong thời gian dài. Nạn nhân có trình báo cơ quan chức năng nhưng năm tháng vẫn chưa được giải quyết. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết đã giao các đơn vị tham mưu có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo xử lý. Lãnh đạo này cho biết sẽ cho làm rõ vụ việc trên.